Cùng với sự phát triển của xã hội, quan niệm về hạnh phúc của người phụ nữ Việt Nam cũng đang dần thay đổi. Những người phụ nữ hiện đại ngày càng nỗ lực để hướng tới sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Và đây cũng là thông điệp của chương trình Balance Your Life do Dạ Hương tổ chức. Phụ nữ hiện đại ngày càng coi sức khỏe là chìa khóa cho cuộc sống hạnh phúc và dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe bản thân, cho mình khoảng không gian nghỉ ngơi, vận động hay vui chơi. Tuy nhiên, bộn bề khiến họ không tránh khỏi những chênh vênh trong cuộc sống. Vừa qua thì Nielsen IQ Việt Nam có kết hợp cùng với nhãn hiệu Dạ Hương có làm một cái nghiên cứu. Chúng tôi có phỏng vấn hơn 1.000 phụ nữ ở tại 5 tỉnh, thành phố lớn. Và cái nghiên cứu này đã chỉ ra rằng là có 99% phụ nữ rất quan tâm tới cái việc cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên thì có đến 50% nói rằng là cuộc sống của họ chưa thực sự cân bằng. Thì rõ ràng đây là một cái câu hỏi rất là lớn, một cái nhu cầu rất là lớn của phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh tạo nên một cuộc đối thoại chân thành và gần gũi với phụ nữ Việt Nam, bằng dự án nghiên cứu cùng công ty Nielsen IQ Việt Nam, Dạ Hương còn tổ chức sự kiện Balance Your Life nhân ngày 20 tháng 10 nhằm truyền cảm hứng và khuyến khích phụ nữ Việt theo đuổi lối sống cân bằng theo cách riêng của họ để hạnh phúc hơn. Và để chia sẻ một chút về Linh và Dạ Hương thì có lẽ là Dạ Hương là một thương hiệu mà Linh nghĩ rằng đã đồng hành cùng với không chỉ là Linh mà còn là những thế hệ trước như là bà hay là mẹ của Linh nữa. Và ngay từ ngày rất là bé rồi thì Linh đã thấy những cái chai Dạ Hương ở trong nhà. Và một phần nào đó Dạ Hương đã trở thành một người bạn đồng hành từ ngày bé cho tới ngày lớn của Linh. Những cái tinh thần mà Dạ Hương truyền tải nó không chỉ nằm ở những người bà, người mẹ mà còn những bạn trẻ nữa, tất cả những người phụ nữ trẻ bất kể độ tuổi nào, miễn là chúng ta hiểu được rằng chúng ta cần cái gì, chúng ta muốn cái gì và đặc biệt cụ thể là cân bằng cuộc sống. Miễn là chúng ta hiểu thì chúng ta hoàn toàn có thể chạm được ngưỡng cân bằng cuộc sống mà mình mong muốn. Và khi Trinh đến đây nè mọi người, nhìn vào những tấm gương này nhắc Trinh là no one is you, that is your power. Có nghĩa là không ai trên đời này là bạn hết và đó cũng chính là một siêu năng lực rồi, một khả năng, một năng lực rất là tuyệt vời rồi. Wow, điều đó rất là có ý nghĩa với mình luôn. Và lần này thì hãy cảm nhận được rằng Dạ Hương đã mang lại một cái làn gió mới rất là sức sống mãnh liệt dành cho các chị em phụ nữ. Có thể thấy, hạnh phúc đối với phụ nữ hiện đại dần trở thành thái độ sống mà họ có thể lựa chọn mà không phải phụ thuộc vào các yếu tố xung quanh. Họ chọn sống chủ động và có trách nhiệm hơn với hạnh phúc của mình. Học được cách yêu thương bản thân mỗi ngày để xây dựng cuộc sống cân bằng và trọn vẹn hạnh phúc.